Hello, Thịnh Nguyễn xin chào cả nhà. Hôm nay Thịnh Nguyễn sẽ quay trở lại với video đó là ăn mấy con xúc xắc này với lại mấy con hột bột cua. Tại vì mùa Tết mình thua quá nên ôm hận nên bây giờ mình ăn những con này luôn. Quyết từ bỏ cờ bạc, lo làm ăn, nuôi vợ con. Các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ ăn một con xúc xắc nè. Con thứ hai. Ăn ngon quá các bạn. Ngọt. Nhưng mà cái bạc thu tiền nhiều quá giờ thấy cũng hết ngon rồi. Con tiếp theo. Còn một con duy nhất mình làm luôn. Các bạn xem video của mình nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.